Bạn công nước thì có cái nhà là vỏ ốc đẹp quá đấy. Bạn chạy nhảy vui chơi nhiều quá mệt rồi, đi vào nhà nghỉ đây. Ngồi nghỉ rồi là mang cờ vua mà ôn tập đi để mà thi đấu đi. Đấy, vừa nói cái là bạn thò đầu ra ngay. Đấy, vỏ ốc là nhà đấy, đâu cũng là quê hương, vỏ ốc nào cũng là nhà hết. À, bạn là công nước này là phải cho các bạn khác vào nhà nghỉ với nhá, đừng có đuổi các bạn đến chơi nhà nhá.